Theo kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tiêm chủng vaccine Pfizer mũi 1 cho những người bệnh bị bệnh mãn tính. Trong đợt này, từ nguồn phân bổ của Bộ Y tế gồm 1.170 liều vaccine Pfizer, thành phố tiến hành tiêm cho người bệnh bị bệnh mãn tính đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Ung Bướu, nhân viên y tế bị bệnh mãn tính, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến Ký túc xá phía Tây thành phố, đối tượng nguy cơ cao bị bệnh mãn tính và người trên 65 tuổi mắc bệnh mãn tính tại các quận huyện. Theo kế hoạch phân bổ thì đợt này Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đà Nẵng gần 70.000 liều vaccine phòng COVID-19, gồm 3 loại là AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Hiện Sở Y tế đã thiết lập 100-110 điểm tiêm chủng tại các quận huyện và 2 điểm tiêm chủng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nếu số lượng vaccine được cung ứng đầy đủ, các địa điểm này sẽ hoạt động và tiến độ tiêm chủng của thành phố dự kiến đạt 20.000 người một ngày.